Nguyệt xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tèo Vlog. Chào Nguyệt chúc cả nhà mình một ngày mới được nhiều sức khỏe và luôn bình an. Ông xã Nguyệt đây. Chào cả nhà. Quẩy cái túi này thì cả nhà biết chuẩn bị đi đâu rồi ha. Thì ngày hôm qua lúc tối ông xã Nguyệt có đi cắm câu. Cắm câu nhưng mà cũng vòng vòng mương nhà không à. Không có qua chia sẻ cả nhà xem tại vì hơi tối quá không thấy gì hết trơn. Rồi sáng này đăng clip xong rồi mới ra đây mình thăm. Này thăm cá. Thì cũng như là cá dưới mương người ta nuôi cũng lâu rồi, cá lóc á. Nuôi mà nếu cô chú anh chị nào có xem mấy cái clip cũ của Tèo chắc cũng biết. Hồi xưa lúc mà cái thời mà chưa sáng múc á, hai chồng có đi bắt ngoài đồng rồng về đông lắm. Thả. Rồi giờ ban đêm á ngủ thì nghe nó táp dữ lắm cả nhà. Nên Tèo sao nhái cắm thử rồi có dính con nào không. Cắm cá lóc. Rồi giờ Tèo mời cả nhà thăm câu với hai chồng nha. Chưa gì hết là thấy quớt rồi. Quớt rồi thấy chào là thăm là thấy quớt rồi. Cái cá chê màu đó. Cái cá chê táp quá. Cá gì không biết thì thường thường màu nhái này cá chê nó cũng ăn nữa. À, nó không bằng cá lóc thì nó mê màu nhái lắm. Rồi cắm phía nha, cần rồi cắm vòng qua bên kia luôn. Cá một lắm rồi. Vậy hả? Ôi, dạ. Đâu? Hết tiếng con cá rồi. Wow. Quá trời khủng rồi cả nhà ơi. Cái cây vợt Tèo để đâu con này cái ký lô không trời hả? Gãy một cái bự dưới rồi nè này vớt sao ta thấy vợt nhái vớt luôn hả quá trời cá luôn nè không thêm nghĩ là nó dính sâu rồi anh ơi hả, sâu không sâu rồi bởi vì nó mới quậy dữ vậy nè mà không sức nè đến đi một hai vớt sợ đứt dây thôi cá quá bự không cần câu cũng mới mua cả nhà nếu mà cần câu cũ hỏm thì rồi gãy luôn cá hết hồn cá cá nè cá này cá hơn nửa ký hay gì nó táp dữ lắm luôn đêm táp dữ lắm vô em phát triển cá không ra đi dính sâu thiệt mà cá thì người cũng thả đây nè cái mương thì luồn tuôn với nhau à có mình kéo chài cũng thôi là mình cắm câu mới dính cả nhà. Mấy cá lóc này kéo chài khó dính lắm. Cá lóc thì vô phương rồi. Nó nghe động giọt dữ lắm. Có cắm câu ban đêm á. Nó táp mồi. Đi qua bên kia mà. Cắm dầu bên kia. Đừng dính nha. Dính con cá chê cả nhà. Một con cá chê. Cá chê thường nó lại ngay sàn nước á cả nhà. Ban đêm cũng nghe rửa chén rồi ngay kia. Nó lại đang nó ăn cơm rơi dụng đó thả rồi luôn đó nha rồi tẩm xuống mương cá chê Tèo nó lớn không đều tại chắc tại Tèo nuôi đông quá cái móc này khô rồi quấn đi vòng nó đi vô ở bên kia thì công trình hai chiến miền Tây đang làm đang xây cũng sắp gần xong rồi đó cả nhà xây không có cột mau anh nha trời ơi nhái bự quá nhái bự dính cá bự đó Tèo đâu dám cắm nhái nhỏ đâu cá nhỏ nó ăn được vậy mà cá chê nó còn ăn được chứ anh nhái đó mà kho xả ớt nha nhiều quá nhiều mình bắt kho xả ớt á nhà nhái mà đến nè nhái này có bụng bóc luôn thả đi qua cầu sao bông súng mình chết ta sao nữa nó nước mặn quá à chết xong rồi còn cái củ hủ á cả nhà cái củ hủ nó lên cây con á cái mương thấy vậy nó ngọt chứ nó cũng bị rịnh nước mặn vô cả nhà giờ nước nó chua chua chứ nó không được ngọt hổm mấy cây đi nè trong đó khó đi bụi bông súng nó già cộng bự bự không à, được không được rồi đi anh đi rồi. Tại vì trong đó cỏ không có đi, em bước qua trước đi. Rồi, giờ đi nhớ.
cắm tối quá không muốn. Đâu dính được con cá lóc đó nha. Trời ơi, nó xe dây nè. Xe dây nè nha. Cá này đều vậy. Xài cũng chơi. Hôm tàu có đi thăm đó nha. Cái tóc dây nè. Qua chút xíu thì dễ đi. Dạ, yeah, sộn sộn rồi. Làm mừng hột với cả nhà. Đáp nhái gãy xuống kìa. Gãy nhái xuống. Đáp bể nhái luôn cả nhà. Nè. Cho mày ăn luôn. Thả xuống cho cá chê. Mà cá chê thấy nó không ra đầu lít này ha. Nó vô chổng. Cá chê thường nó ở chỗ nào mà động ha. Mình ở chỗ mình rửa đầu này kia thường xuyên chứ ở trong. Hết mồi luôn. Ủa em thấy cái gì quẩn chảnh kìa. Anh cắm đỏ hả? Đi, đi, để đó. Đi lớn mà nhìn thấy xa mà thấy quẩn dữ. Mít của tèo ở nhà, cũng có cô chú anh chị hỏi mít á. Là chồng bị nước mặn nào không có nước tứ. Gần chết mòn hết trơn. Mít này một phần thì do là Nguyệt đặt xong rồi á, người ta đem về á thì cái liền á, nó chưa có bắt rễ ra được nhiều quá. Rồi cái mình đặt xuống cái mô, cái trời nắng á. Cái mình cũng ít tứ. Vậy là mình tứ cái nước bị chè chè đó nha. Bị chết nhiều. Ủa, nãy em thấy cừng nào ở đâu quậy nè, nước vậy? Dính mà nhà, dính răng lưỡi câu luôn nè, nhái mình sống. Nãy con đó, kia hả? Thôi nói đi đi, em với cả nhà đi trước. Tưởng đâu cừng này. Mít này cả nhà, nó chết nè. 100 cây chắc không biết còn được 20 cây không nữa. Chết số lượng, chết nhiều hơn. Trời anh ơi, cái chê anh ơi. Dính con cá chê hồng. Hèn ơi, hồi hộp tưởng đâu cỡ con cá lóc bự nãy. Dính con cá chê hồng mà. Con cá này thì chắc thả luôn. Nó còn nhỏ. Ở lít này còn nữa không anh? Hả? Anh ơi dữ lắm nè anh ơi. Quậy dữ lắm rồi. Quậy dữ lắm rồi. Ôi, cái trời nguy hiểm quá. Gãy cần. Nhỏ ha, con này thì bự nhưng mà không bằng con nãy đó nha. Ồ, nhưng mà quậy dữ lắm. Quậy quá trời quậy. Chăn tiền. Quậy quá trời quậy luôn. Kiểu nó đều thả làm như nó lớn không đều cái nè. Có con cá nãy là con cá sống quá trời bự. Hết rồi hả? 10 cân. Dính được 2 cá chê. 3 con cá lóc cả nhà. 50-50. Rồi, vô. Vô.
cá cả nhà. Trồng về bắp chuối. Lâu rồi không ăn bắp chuối. Hôm nay thì cắm câu dòng mương nhà thì cũng có được 3 con đó cả nhà. Lóc. Bắp chuối là cái gì đó, bữa nay gia đình tao ăn gì nha. Rồi cái Nguyệt thấy xung quanh có bắp chuối nữa. Cái kêu ông xã Nguyệt đi bẻ bắp chuối. Ừ, chú này nó nhỏ đè lý. Dở lên được không? Để điện thoại nó dao chặt. Khoai mì của Tèo xuống cũ rồi cả nhà, cái cây nhỏ thiếu này nè, ở nhà coi cũ nè, nè. Khoai mì này như khoai mì vàng á. Khoai mì sáp. Sáp á. Mà cũ nó chưa có bự nha, tại cây này còn nhỏ nè, có củ bự rồi nè. Củ nhỏ nhỏ lên nha nha. Cây nhỏ thiếu của củ. Ăn ngon lắm, như khoai lang. Cây này ăn nó dẻo. Nó dẻo, dẻo kiểu khoai lang. Cái này cho bắp chuối thì đi ra ngoài lưới đi. Lưới bẻ không được. Bắp chuối nhỏ đó là anh. Cái này chỗ giải lâu rồi cho nên nó còn nhỏ thôi nha. Chắc bắp này dạng là bắp chuối ở thị trường chắc hiện tại ở quê chắc thu mua chắc nhỏ bị chê á. Chê hả? Ừ. Nó bự thì nó đi rồi, đi chợ rồi. Lần kia bẻ thêm bắp. Không, không em thấy ta ba ta bẻ cũng ít nữa. Chắc ta bán không được hay sao? Có lúc hút hàng á, ta dựng nhiều khi ta lột luôn đó nha. Em bé quá. Vậy hả? Bắp này vừa chỗ giải không? Bắp này bự hơn. Cao mình có trái không ta? Được cây cao duy nhất cả nhà. Hiện tại giờ thì ở quê chỗ Nguyệt nha, cao có giá vậy lắm. Tầm 1 ký đó, 1 ký mấy chục ngàn, cái trăm ngàn đó. Vườn cao mình vậy mà không có trái ha. Cái cao đó nó bị gì nó hư rồi. Hồi đó ta trồng nguyên hàng luôn đó nha, mà nó chết khoảng cây mà. Phải nó đựng chết rồi, cỡ này nguyên hàng nó cũng ấm rồi. Nhìn cây cao nhớ ngoại. Sao bẻ thêm bắp đó luôn không? Hay là hai bắp thì thôi đủ rồi nè. Đủ rồi. Hai bắp đủ rồi. Bắp này đủ nữa, lỡ bẻ bắp kia về mình lấy cái lỗi ấy. Chú thường ăn lỗi non á, nghe già nó dễ nhất à. Bự nè. Rồi được anh. Vô. Giờ vô nhà. Thì mời cả nhà theo dõi tiếp video. Hôm nay thì gia đình sẽ làm món gì nha. Rồi, xong xuôi chân về nhà chuẩn bị hôm nay thì làm món mới nữa cả nhà. Chào cả nhà. Món này cũng đậu mới. Mới trong tháng này. Mới này, nó là mới của người ở xứ khác đó, chứ xứ Sóc Trăng này thì quen thuộc cả nhà. Lâu lâu cái thèm bún nước lèo thì Nguyệt mần con cá bự ha, vừa lại con hai con cá nhỏ, với mình đi mua thêm ít tép nè, với miếng heo quay, với mua thêm ít giá nè, với hẹ, rau thơm, với 30.000 mắm hai loại ha, cái này mắm cá sặc với cá linh, mua thêm miếng bún nữa nè. Cái này thì ngải bún mình mua về mình rửa sạch mình đập ra nó mới có mùi nước lèo cả nhà. Cái món này nó không mới nhưng mà ăn hoài được hoài cả nhà. Ăn nó không ngán. Ăn nó không ngán. Món này đặc sản Sóc Trăng. Bún nước lèo. Mà con có nghe người ta nói này đặc sản không ở Sóc Trăng đâu. Trà Vinh. Trà Vinh. Ừ. Rồi mình Sóc Trăng mình biết cái mình nấu không? Thường bà con về miền Tây ăn bún nước lèo đặc sản ở Sóc Trăng. Ta gọi là đặc sản miền Tây. Hầu như là các tỉnh miền Tây và các tỉnh nào cũng biết về cái món bún nước lèo. Nhưng mà con thấy là cái món đặc sản nổi tiếng nhất ở Sóc Trăng nổi tiếng. Anh biết là đặc sản Sóc Trăng. Trong sách gì? Giáo dục địa phương người ta công nhận là Sóc Trăng là đặc sản bánh bía phải không? Con chưa học cái đó nghe mẹ nghe chứ hay nói cái đó cấp 2 mới học.
Con chưa học cá hả? Dạ. Thì cô bắt cái chảo nước lên nha. Đây là cá nè, với tép nè, mình cũng mang sạch rồi. Bây giờ mình sẽ để cho mình luộc. Mình lấy cái nước này để mình làm cái nước lèn cả nhà. Để gia vị vô luôn ha. Đây là đường phèn nè, với bột ngọt. Nhạt nêm ít. Chút nữa mình nấu mắm á, mình dạo mắm mình sẽ để vô đây luôn. Khi nào có lạc mình thêm nêm thêm nha. Tép chín này, mình chớt ra. Vớt ra tép thì mình lột vỏ. Cá thì mình lấy thịt mình bỏ xương. Ở đây có nước mắm nè. Hồi nãy mình đã dạo rồi. Lấy xương ra rồi nha. Mình bỏ vô. Cho xả đi. Thêm nước dừa. Đã có bé ăn gỗ dừa. Dừa này nó nạo quá, nó cứng quá nha. Nước gì nó mới chắc lại, nước nó ngọt. Nước gì nó mới ngon nè. Mình sẽ chặt hết bánh này luôn. Mấy trái vậy? 8 trái hả? Sao vậy, 8 trái? 8 trái luôn. Mình bẻ cho anh không có điếm. Này là ngải bún cả nha. Mình không nước lèo là có ngải này vô nó mới thơm cái mùi nước lèo nha. Đăng mấy vậy thôi mình lượm. Chuối. Mình rửa nước nước lạnh xong mình ngâm lại nước chanh cho nó trắng cái này. Ở phần này thì ngải bún nè, mẹ cũng đâm rồi nè. Bây giờ mình sẽ dạo cho nó ra cái mùi thơm của ngải á. Xong rồi mình nêm lại cái nước lèo. Tùy khẩu vị của gia đình mình ha, là mình dùng được rồi cả nhà. Là tép luộc mình luộc ra sẵn vậy cả nhà ăn cho nó dễ, cho mấy bé nó ăn dễ. Cá lóc thịt hết biết ngọt. Ở đây mình sẽ bắt cái chảo nước lèo ghim ha, để mình trụng cộng bún. Đây là phần rau ghém nè, có bắp chuối, giá hẹ. Để lên cái rau ghém này hôm mình chan cái nước lèo lên. Thì bây giờ mình sẽ gấp cá vô. Một con cá ăn không hết nữa cả nhà. Quay. Trời, nhiều quá ha. Cho nó thơm chính giữa. Xong mình sẽ chan cái nước lèo lên. Cô Huy thì mới đi học về là sắp giấy. Còn bé Út thì làm nước nè cả nhà. Cho người ly hết trơn. Wow, hôm nay một tô nước lèo với một ly trà đá. Mỗi người một cái ống hút khác màu luôn. Vậy là bé Út làm. Cái này màu đỏ nè, màu vàng nè, màu tím nè, màu xanh nè, màu cam. Quá ơi. Mình bắt cái chảo nước lèo lên cho nó nóng nè. Giờ mình để con đổ nước lèo vô ha. Rồi, bún nước lèo gia đình Tèo cũng đã nấu xong. Tèo mời cả nhà ăn bún cùng gia đình Tèo nha. Việc mời cả nhà cùng dùng bún gia đình mình nha. Mời cả nhà dùng bún nước lèo nha. Không mời bà nội cho em nhà ăn bún chứ ăn bún nước lèo. Ăn đi. Con canh chú rồi. Ăn. Cái hai hết không? Chị hay đói bụng không con? Dạ đói. Cho Thảo Huy miếng canh bự nè. Thảo Huy thích ăn chua. Chua lắm. Miếng nhỏ là phải hai miếng. Thích ăn ớt. Cay nha. Con ớt không? Con lấy chanh chưa? Ủa, này nữa. Con lấy chanh chưa? Ớt gì đó. Không phải ớt gắt gà nướng. Mình để vô chừng 2 lát thôi. Rồi thì nào nó không cay mình ha, để thêm. Có muối ớt nữa đó, nếu lạc thì mình dít miếng muối ớt mà để lên. Nè, mình để nữa vô ăn cho nó vừa. Còn cá, còn tép, còn thịt quay đó. Tép luôn. Nhớ hả? Có phải chú không con? Nặng được chưa? Đây, gãy đây, gãy ngồi cho được. Có nặng được chưa? Nặng rồi, nặng rồi, rồi gãy. Nặng rồi, dùng sức hết ga mới gãy. Chanh tháng này tao bán cũng chưa có tới đâu, tại được giá cái nhà. Giá quá rồi, cái chanh có nước. Có nước là nó bẻ rồi. Dùng sức nặng mới được. Chanh thủ quá chứ, để mưa xuống là ghẻ. Đốt chấm muối ớt không con? Chấm không?
cá lóc con trắng nè, hổ kéo xuất ra chưa? Được mời cả nhà ăn cá lóc nha. Con chế hai chấm chung nè. Chị chấm thử với chấm con này. Ngon. Không phải cá ngon mà là nước chấm ngon. Nước chấm ngon quá. Rồi mời cả nhà nghe. Ngon. Ngon mà nó ngon quá trời. Cũng lâu lắm mà gia đình Tèo không có ăn bún đậu lèo cả nhà. Cho nên là cũng hơi thèm. Sẵn bữa nay cắm dính con cá bự về nấu bún đậu lèo ăn cho đá thèm luôn. Ăn bún đậu lèo mà có ly trà đá vậy nè. Là ngon, đúng bài luôn á. Mình cảm đi ăn quán quá bé. Thấy còn ngon đặc biệt hơn ăn quán nữa. Tại vì quán thì người ta để có hai con tép, hôm nay mình có bốn con tép rồi. Nhưng mà mình ăn cái này mình vừa tốn công mà mình vừa tốn tiền. Vừa tốn công. Vừa tốn công vừa tốn tiền. Hay sao mình đi rửa chén rồi. Ăn đi ăn hết tô đó, mày làm cho tô nữa nha, còn nước lèo nữa còn. Còn cá nữa kìa. Chứ hai đi học về đói bụng ăn ngon dữ nha. Mới để một lát ớt mà con thấy cay. Tính ra mấy con cá lóc Tèo nuôi này cũng lâu lắm á cả nhà. Con để ba ớt, ba lát. Nuôi chắc cũng gần 2 năm rồi đó em. Cái đợt bầy cá mình mua mình bắt gì mình nuôi đó. Gần 2 năm rồi đó. Dạng nó sống thiên nhiên cả nhà, cho nên nó cũng lâu lớn. Cũng còn nhưng mà nó chấm hết rồi. Còn nhiều dữ lắm, ban đêm là nó anh ngủ anh nghe nó táp dữ lắm. Không phải ăn rau, ăn cỏ chứ ăn gì. Nó ăn mấy con cá sặc rồi đó. Lòng tông. Cá lóc nó hùng lắm. Con này con kia nhảy rớt xuống rồi bị nó chứ. Nhảy rồi đó dế rồi. Ừ. Ớt không? Không. Còn dế rồi. Ăn ớt đẹp da đúng không chả? Đúng rồi, cha bị điện. Cha bị điện hoài ăn ớt nó. Tại vì vụ cha đó. Không thích nghi được với ớt. Dụ mà có khi nào mà xa đầu lưới đâu. Kêu ăn có khi nào dám ăn đâu. Xưa Tài cũng ăn ớt dữ lắm cả nhà. Thì cô chú anh chị nói là ăn ớt nhiều nóng mình á. Thì nói đạn cho nên Tài hạn chế ăn. Không ăn nhưng mà vẫn bị nổi. Nổi mà nhưng mà nó ít hơn. Ít hơn hồi đó cho ăn ớt nhiều. Cái bún này tôi cũng muốn, nó cũng bữa nay đặc biệt luôn nè. Rồi chào mời cả nhà ăn bún nha. Cái con cá bự ăn không thịt đúng không? Rồi thử cục cá lóc chấm vô đi chấm thẳng thắm vô cái Út ra. Con cá nó nấu nồi nước nè. Cá này hơn nửa kilo mà. Dính ba con mà con nấu con bự nhất à. Rồi hai con chiều mình có nấu chua thì mình nấu. Ăn kho vậy luôn. Để mình nấu nhiều quá ăn không hết. Mà nấu bún lèo này thì phải mình mua thêm tép với thịt đồ bỏ vô cả nhà. Nó mới ngon, chứ nấu cá không cũng không ngon nữa. Mình chừa cá lại cái vừa cái mình làm món khác. Đặc biệt nước lèo là phải nấu là cá lóc. Cá lóc là mới ngon. Chỗ mà sao đang nước lèo thấy cá lóc. Tâm phải không? Tâm à? Qua thấy tâm hả? Nhiều chỗ. Vậy hả? Tâm có ăn không? Có ăn. Hồi xưa con đi đâu chơi mẹ dẫn con đi ăn nước lèo. Có khi đi đâu cũng ghé bún lèo ăn. Thì khi nhìn nhầm kia ăn dính cái tâm đó. Khi mình lại chỗ này chỗ kia đó mình muốn ăn bún lèo qua nó có bàn ở trước mình không? Của mẹ mà sao cá bị tâm vậy? Hả? Cá nuôi vậy con? Cá nuôi vậy con nuôi? Cá nuôi với lại nuôi làm như là người ta cái chủ quán nó mua của người nuôi đó như là nuôi cái ao không được gọi là không được sạch máy á nó bị hôi ảnh hưởng. Cá lóc mà thịt dẻo trời ăn cục ngon kết hợp với cái chấm thằng thánh béo nữa. Cũng dễ món lèo nấu nó vừa ngon.
cái lóc bự này nấu cháo. Ừ. Nó ngon ha. Cá ngon hơn Tết nữa ta. Ừ. Nó làm vậy. Để em chút này. Làm vậy. Vô ăn thêm thịt đi chút. Cá nó thịt nó tép nữa ta. Ngon. Cái bún nó lèo này nhầm bữa á, ý nhầm chỗ á. Người ta nấu mà người ta không có để quay mà nó để thịt kìa. Thịt heo kìa. Còn mình không nói heo quay, nếu có mình nấu thịt mình bậm ra mình để vô cái nước lèo luôn cũng được, cũng ngon cái nè. Thịt bậm nó ngọt. Nước lèo thịt bậm nó ngon. Mẹ biết ăn cái gì heo quay không? Cái heo quay là tại mình nấu cho mình bổ sung thêm thôi, chứ hồi xưa là thịt bằm. Hồi xưa thịt bằm chứ đâu có heo quay đâu. Như trà đá à? Trà đá cũng nước kìa. Uống chắc chưa đúng rồi. Cái hai để học gì ăn ngon dữ vậy. Đói bụng. Còn tép đó biết. Ừ. Ta học ra chạy gì ăn đói bụng dữ không? Đói dữ. Nắng. Bữa ăn gia đình Nguyệt cũng đã xong. Nguyệt cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay gia đình Nguyệt nha. Nguyệt xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Nguyệt chào cả nhà. Con chào cô chú.